chúng ta cũng có thêm một cái thông tin à, có thể là không được tốt đối với những bài nào mà đang trông chờ một cái số tiền đến từ celsius À, các bạn đã nhớ là Celsius đã khai bởi phá sản mấy tháng rồi và không giống như là công ty Voyager các bạn nhớ là công ty Voyager thì à, cuối cùng các bạn đã thấy là họ đã bán cái à, số lượng tài sản của họ mới đầu là cho sang FTX rồi sau đó bây giờ bán cho sang Binance hầu như là họ đi rất là nhanh nhưng mà Celsius thì à, không có bất cứ một động thái nào cho thấy là chúng ta đã sắp sửa có cái ngày mà Celsius trả tiền cho những nạn nhân và bây giờ đó họ lại trì hoãn tiếp tục nữa Đáng lý đâu là cái ngày à, cuối cùng các bạn nộp đơn để có thể nhận lại tiền của mình là ngày 10 tháng 1 nhưng mà bây giờ đó thì họ nói là họ muốn kéo dài đến ngày 9 tháng 2 và họ đã đệ đơn cho tòa án để mà được xử lý hiện bây giờ đó chúng ta vẫn chưa biết là tòa án chấp nhận hay là không nhưng mà ngày 10 tháng 1 thì sẽ là ngày mà tòa án trả lời là họ có được trì hoãn đến ngày 9 tháng 2 hay không rất nhiều người bất mãn các bạn tại vì càng chi hoãn càng lâu thì càng tốn tiền Tại vì Celsius vẫn tiếp tục mướn người, vẫn tiếp tục phải có kế toán, phải có luật sư thì đương nhiên phải tốn tiền hàng tháng Và tiền đó là tiền đến từ tài sản hiện bây giờ trong Celsius và tài sản càng ít đi Theo thời gian đó thì số tiền trả cho những cái nạn nhân thì càng ít đi trên nên đây là điều mà không ai muốn Rồi chúng ta lại có thêm một thông tin nữa rất là xấu liên quan tới Celsius các bạn hãy nhớ là một trong những cái chiến lược của Celsius là họ sẽ tiếp tục kinh doanh cái mảng đào Bitcoin Tại vì họ có một đơn vị đào Bitcoin Họ nói là họ sẽ đào Bitcoin có lời Sau đó họ sẽ dùng cái lời đó để mà lắp lại cái lỗ hỏng và trả tiền cho những nạn nhân Để những nạn nhân không bị thất thoát nhiều lắm Nhưng mà cuối cùng thì coi như đã không thành công rồi các bạn Tại vì chúng ta biết được hôm nay là Celsius họ không có tự chạy những cái máy đào đó mà họ mướn một công ty Đó chính là công ty Core Scientific có thể các bạn nghe cái tên này rất là quen lý do là tại vì đây là công ty chúng ta vừa nói đến ngày hôm qua đây là công ty mà cũng đã khai bởi về phá sản này các bạn Celsius khai chapter 11 Core Scientific cũng khai chapter một luôn Core Scientific thì hiện bây giờ họ đã nhận được một số tiền khoảng thì nhớ là 35 triệu và một phần lớn đó, hầu như là một phần nửa đến từ BlackRock để họ có thể tiếp tục kinh doanh thì Core Scientific cũng đã nạp đơn để mà nói với tòa án là họ xin tắt 37.000 máy đào của Celsius không tiếp tục đào nữa Lý do là tại vì họ nói là đào cho Celsius á, họ lỗ 53.000 mỗi một ngày Thì có thể nhiều bạn không hiểu cái phần này có thể là cái lúc mà họ ký giấy tờ với lại công ty sales để mà đào đó thì công ty sales đưa máy cho họ họ sẽ quản lý và họ sẽ trả tiền điện hay gì đó họ chi phí là bao nhiêu nhưng mà có thể lúc đó là giá btc đang tốt cho nên họ đã không tính toán kỹ bây giờ giá btc ở cái mức này khi mà họ đào ra đó thì công ty sales vẫn lấy cái phần lợi nhuận của họ nhưng mà cái phần lỗ có thể là tiền điện bây giờ đã cao hơn cái phần lỗ đó thì công ty core scientific phải lắp vào và bây giờ đó họ cũng đã gặp vấn đề tài chính rồi Thì tòa án ở bên Core Scientific nói là vì lý do công ty Core Scientific đã khai bộ phá sản Và công ty Core Scientific cũng có những chủ nợ của họ họ cần phải lo Cho nên bây giờ cho phép công ty Core Scientific tắt hết tất cả máy đào của Celsius Tổng cộng là 37 ngàn Thì uh, đây là một thông tin là không tốt đối với Celsius đâu các bạn nhưng mà đây là thông tin mới nhất mà Thuận muốn mang đến liên quan đến Celsius Rồi chúng ta vừa nói tới Voyager thì uh, khi nào chúng ta mới thấy là cái việc mua lại tài sản của Voyager từ sang Binance và sẽ thành công và sẽ từ từ trả tiền cho những nạn nhân. Thì bây giờ đó, SEC um, họ đã ra cái thông tin là họ tạm thời ngăn chặn cái việc này. Nó có một cái gọi là Limited Objection, có nghĩa là phản đối hạn chế. Thì phản đối hạn chế là thường đó họ không có phản đối lý do công ty Binance mua lại Voyager vì họ sợ độc quyền hay gì hết Họ phản đối là tại vì họ muốn biết cho rõ là cái số lượng tiền dùng để mua lại tài sản của công ty Voyager 1 tỷ đô la đã đến từ đâu Và các bạn nên nhớ là cái công ty mà mua lại tài sản của Voyager là Binance US ở Hoa Kỳ Chứ không phải là sàn Binance.com Hai cái đó là hai đơn vị khác nhau. CZ thường hay nói đây là hai đơn vị khác nhau. Thì bây giờ họ mới biết chắc chắn là cái số lượng 1 tỷ đô la này dùng để mà mua lại tài sản của Voyager là không phải dùng cái số tiền của khách hàng. Đây là điều mà họ muốn nằm rõ ở đây. Thì bây giờ sang Binance.us có chứng minh được là mình có 1 tỷ đô la tiền mặt để mà mua lại tài sản này hay là không? Chúng ta vẫn đang chờ đợi. Nhiều người cho là 1 tỷ đô la này đến từ sàn Binance.com. Thì đương nhiên số tiền đến từ công ty mẹ là Binance.com thì cũng không gì gọi là... À, khiến cho người ta lo lắng không phải là tiền của khách hàng nhưng mà quan trọng hơn đó chính là nếu như mà tiền để mua lại tài sản của Voyager từ Binance US rồi đến từ Binance.com thì đây cũng có nghĩa là hai công ty này đó quan hệ rất mật thiết chứ không phải là hai công ty độc lập như là Suzy đã từng nói cho nên bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi xem coi là Binance US có thật sự chứng minh được mình có số tiền này hay là không và số tiền này đến từ đâu đây là một trong những cái chiêu trò của SEC đây các bạn SEC đã dồn Binance US và một cái thế là một là quỷ bỏ và không tiếp tục mua tài sản này nữa Còn hai là phải chứng minh số tiền này không phải đến từ biden com Chúng ta cũng có một cái cập nhật đến từ FTX các bạn Nhưng mà đợt này đã không phải đến từ tòa án hay là đến từ mình Free Mà đây là một cái thông tin đến từ Nhà Trắng ở Hoa Kỳ Để thường chia sẻ các phần này với các bạn à, Đây là cái người chủ trì họp báo Nhà Trắng Thương đã từng chia sẻ trước đây với các bạn Nhưng mà có một phần rất thú vị Liên quan đến là Sam Free đã từng vào Nhà Trắng nhiều lần Và gặp mặt Tổng thống Joe Biden Và một số những cái người khác mà có chức vụ Sam Free đã đến làm gì Thì dựa theo Nhà Trắng để thường chia sẻ với các bạn cái phần này Uh, in business and labor and nonprofits, uh, you know, uh, again, this meeting uh, with um, Sam Bankman-Fried uh, was uh, focused on the pandemic prevention uh, related matters and uh, cryptocurrency and uh, crypto exchanges. When, when các bạn đã thấy là những nhà báo đương nhiên họ sẽ không bỏ hòa để mà hỏi nhà trắng về cái việc là tại sao mà simon free đã từng đến nhà trắng vài lần và gặp mặt với lại tổng thống joe biden và một số những cái người có chức vụ thì uh, nhà trắng đã trả lời là simon free đến uh, để mà bàn về việc ngăn người dịch bệnh cũng giống như là nói chung chung về crypto điều mà nhiều người chỉ ra không hợp lý đây đó là simon free đâu có phải là bác sĩ đâu thì uh, tại sao lại đến nhà trắng để mà bàn về việc ngăn người dịch bệnh nó không hợp lý còn về uh, crypto nói chung đó, là những đề tài gì được nói đến tôi nghĩ là chúng ta sẽ không biết đầu đầu mãi mãi là như vậy nhưng mà ít nhiều gì cũng có nhiều cái sự không rõ ràng ở đây tôi nghĩ là cái sự việc của simon free sẽ không có kết thúc đơn giản gì đâu đây là tài liệu mới nhất thường muốn mang đến các bạn liên quan đến cái sự kiện đó và trước khi kết thúc video này chúng ta cũng có một số những thông tin coi như cũng lạc quan các bạn chúng ta có thông tin đến từ nước morocco thì morocco đã nói gì các bạn thấy được là thống đốc ngân hàng trung ương của morocco hay là maroc đây là một quốc gia Bắc Phi đã cho biết là họ đã hoàn thiện về khung pháp lý cho crypto. Chi tiết hơn đó là thống đốc ngân hàng trung ương cho biết là một dự thảo về crypto của Maroc nhằm bảo vệ các cá nhân khỏi những rủi ro liên quan đến giao dịch tiền mã hóa đã sẵn sàng và sẽ sớm được trình bày cho các bên liên quan. Trên thực tế đó thì hiện bây giờ Morocco cấm tất cả giao dịch tiền kỹ thuật số các bạn cho nên họ không thể nào mà chặt chẽ hơn nữa. Đây là một cái uh, luật mà họ sẽ thông qua và cho phép tiền kỹ thuật số hoạt động ở Morocco. Lý do là tại vì họ tin rằng việc người dân địa phương chấp nhận crypto là điều không thể tránh khỏi. Thay vì là họ cứ chống đối crypto hoài thì uh, họ cần phải đưa ra một cái khung pháp lý để có thể quản lý thị trường này và chấp nhận thị trường này. Điều mà quan trọng hơn đó À, trong cái bài viết này đến từ Cointelegraph, các bạn có để ý phần dưới này không? phần dưới này đó, họ nói là ngân hàng trung ương của Morocco đã làm việc với lại IMF, có nghĩa là quỹ tiền tệ quốc tế cùng với lại World Bank, ngân hàng quốc tế. đây là hai đơn vị mà thường hay chấm đối crypto. nhưng mà ngân hàng trung ương của Morocco nói là đang làm việc với hai người này à, để có thêm sự chỉ đạo làm sao để chấp nhận crypto. có nghĩa là ngay cả IMF và world bank cũng đang nghiêng về phía là hỗ trợ những quốc gia chấp nhận crypto theo tôi hiểu là như vậy à, và thêm vào đó đó thì uh, ngân hàng trung morocco cũng đã bàn bạc về việc này với lại ngân hàng Trung ương của nước pháp của sweden của switzerland à, về việc là những quốc gia này có những cái luật như thế nào liên quan đến crypto nói chung thì đây là một thông tin tốt các bạn họ sẽ không cấm nữa họ sẽ cho hoạt động vì lý do là không lý do gì để cấm hết tại vì cho hoạt động thì có thể thu thuế được có thể quản lý được bây giờ họ cấm họ cũng không thể cấm crypto được các bạn chỉ có thể cấm bản thân mình dùng crypto mà thôi. Các bạn không thể nào cấm crypto được. Tôi nghĩ họ cũng đã hiểu được điều này rồi. Đây cũng là một cái thông tin coi như tốt các bạn. À, chúng ta có thêm một thông tin nữa. Đây là cái thông tin đến từ nước Indo các bạn. Thì nước Indo nói gì? Các bạn thấy được là Indonesia đã công bố kế hoạch ra mắt sàn giao dịch tiền điện tử quốc gia. Indonesia đã cải thiện các quy định về tiền điện tử của mình trong vài tháng qua. Và các nhà quản lý hiện đang công bố kế hoạch ra mắt một sàn giao dịch crypto quốc gia vào năm nay có nghĩa là indo họ sẽ có một cái sàn giao dịch mà được chấp nhận bởi tất cả những bộ phận pháp lý của Indonesia. Đây cũng là một cái thông tin tiến triển tốt các bạn. Và bên dưới cái bài viết liên quan tới Indonesia đó thì chúng ta thấy được là ngân hàng trung ương của Indo cũng đang thúc đẩy cái việc mà phát hành một cái đồng tiền điện tử cho quốc gia. Điều mà thùng suy nghĩ đây là như thế này Nếu như mà ngân hàng trung ương cấm crypto Mà lại ra một cái crypto của quốc gia Thì có hợp lý hay là không Người dân có chấp nhận hay là không Đương nhiên nhiên, các bạn thấy được là ngân hàng trung ương đưa ra một tiền điện tử quốc gia đó thì có rất nhiều lợi ích các bạn không chỉ riêng là cái lợi ích là người ta sẽ dùng tiền giấy ít hơn thì cái chi tiêu tiền giấy sẽ ít hơn và dễ quản lý hơn tiền giấy rất khó quản lý so với lại chúng ta sử dụng tiền điện tử đương nhiên đó là một trong những cái điều khiến cho nhiều ngân hàng trung mương rất là thích tiền điện tử các bạn Tại vì tiền điện tử các bạn có thể đóng băng được, các bạn có thể dễ dàng biết được là ai vợ đến ai, tiền giấy các bạn đâu thể quản, lý được như vậy. Thì đương nhiên ngân hàng trung ương rất là thích, nhưng mà thêm vào đó đó là cái mối quan hệ giữa ngân hàng trung ương và những cái ngân hàng ở trong quốc gia, có nhiều quốc gia đó ngành ngân hàng rất là mạnh các bạn. Nhưng mà khi mà có tiền điện tử quốc gia rồi đó thì hoạt động như thế nào? Các bạn thấy được là trò chơi đã thay đổi rồi. Có phải là tiền điện tử quốc gia thì những người như là người dân đó thì họ có thể là tạo một cái ví điện tử trực tiếp bên ngân hàng Trung ương và họ sẽ gửi tiền sử dụng tiền trực tiếp từ ví đó thì không cần phải thông qua ngân hàng nữa. Ít như chị thường cảm thấy đây cũng là một cái bước tiến tới của ngân hàng Trung ương để có thể là làm giảm đi cái sự ảnh hưởng đến từ những ngân hàng lớn ở trong quốc gia của họ. Cho nên các bạn thấy được là tiền điện tử nó có rất là nhiều những lợi ích cho quốc gia cho nên à, các bạn thấy là nhiều quốc gia thì bây giờ là đang muốn đưa ra tiền điện tử một số như quốc gia mà đang hướng về cái phía đó chúng ta có ngân hàng trung ương của nước anh à, tuy là Fed vẫn chưa có nói rõ ý định của mình nhưng mà ít ra là chi nhánh New York thì cũng đang à, muốn tiến về cái hướng đó Chúng ta có ở Singapore thì Bộ Tài chính cũng đang hướng về cái à, xu hướng là có tiền điện tử quốc gia chúng ta có ngân hàng trung ương của tây ban nha và switzerland cũng như vậy thêm vào đó chúng ta có những quốc gia khác như là austria thái lan brazil india south korea và russia thì tất cả những quốc gia này đều ít nhiều gì đã từng nói đến cbdc tiền điện tử quốc gia và họ có ý định sẽ một ngày nào đó có tiền điện tử quốc gia. Tại sao thì như thường dự chia sẻ với các bạn, một mặt đó thì có thể quản lý chặt chẽ hơn khi đóng băng tài khoản được có thể là các bạn theo dõi để mà chống lại rửa tiền một mặt khác thì cũng có thể giảm đi sự ảnh hưởng của những hàng lớn trong quốc cha có một cái sự lo lắng khi mà chúng ta nói tới tiền điện tử của quốc gia CBDC là nhiều bạn nói là nếu như mà ngân hàng trung ương đưa ra tiền điện tử, đưa ra crypto riêng của họ thì thị trường crypto sẽ ra sao? Thật ra các bạn có thể nghĩ là ngân hàng trung ương đưa ra tiền điện tử đó thì nó cũng là một đồng stablecoin mà thôi, một đồng ổn định chứ nó không phải giống như là Bitcoin hay Ethereum và chúng ta cũng không có rõ là cái Ngân hàng trung ương của quốc gia họ sẽ đưa ra một cái tiền điện tử ở trong một blockchain công cộng hay là một, một blockchain tư nhân. Có thể nhiều bạn nói là đương nhiên là blockchain tư nhân rồi, đâu có lý do gì họ đưa ra một blockchain công cộng đâu. Nhưng mà thật ra cũng không hẳn đâu các bạn. Blockchain tư nhân thì các bạn sẽ thấy được là nó sẽ có một số những cái vấn đề giống như là các bạn cứ nghĩ đi ngân hàng trung ương của nước anh có blockchain riêng của họ bây giờ đó các bạn nên biết là những quốc gia thì họ giao dịch lẫn nhau thì làm sao ngân hàng trung ương của nước anh gửi tiền qua ngân hàng trung ương của nước tây ban nha được nếu như mà họ không có sử dụng chung một blockchain họ không có sử dụng một blockchain mở thì làm sao làm được điều đó cho nên cũng không hẳn là họ sử dụng blockchain tư nhân đâu các bạn với lại blockchain tư nhân thì cũng sẽ không có cái lợi ích mà họ muốn đâu Đối với thuận đó thì các bạn có thể nghĩ là bây giờ thị trường crypto rất là dựa vào những đồng ổn định và đồng ổn định lớn nhất bây giờ chúng ta đã biết là đồng Tether USDT và đồng USDC của công ty Circle. Hai đồng ổn định này là dựa theo đồng đô la thì đương nhiên Hoa Kỳ đó các bạn thấy là cũng rất quan tâm đến đồng ổn định nhưng mà tôi nghĩ là không có lý do gì họ cấm đồng ổn định đâu. Có thể là họ sẽ đưa ra một số lực là ai được quyền quản lý đồng ổn định và đồng ổn định đó được quyền in như thế nào có thể là họ quan tâm đến điều đó nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi bây giờ đó thì thị trường crypto ngoại trừ chúng ta tính theo cái đơn vị của đồng crypto đó thì tất cả đều quy ra bằng đô la hết đô la bây giờ hầu như là thống trị cả thị trường crypto luôn rồi cho nên không lý do gì mà hoa kỳ lại muốn mất cái sự thống trị đó nhưng mà ngược lại những cái quốc gia khác có thể là họ cũng không có thích điều đó đâu các bạn các bạn có nghĩ đi, ngân hàng trên minh nước Anh thì có thể là họ nghĩ là đưa ra một tiền điện tử của nước Anh Và tiền điện tử nước Anh này nếu như mà trên một cái blockchain công cộng các bạn Giả sử như tiền điện tử này cũng được lên trên sàn, giả sử như là sàn Binance đi Thì người Anh có thể là giao dịch crypto và có thể là họ giao dịch cái cặp là tiền điện tử của nước Anh CBDC của nước Anh với lại Bitcoin Thì khi mà họ bán Bitcoin của mình để mà lấy đồng ổn định, CBDC của nước Anh ấy, thì họ không cần phải bán ra để đem tiền vào ngân hàng mà trên căn bản đây đã là tiền rồi họ có thể di chuyển cái số lượng tiền đó vào trong cái ví của mình ở trong ngân hàng trung ương của nước Anh và họ sử dụng như tiền bình thường thì như vậy quốc gia sẽ có thể là quản lý chặt chẽ hơn các bạn và cái sự ảnh hưởng đến thì crypto nó sẽ lớn hơn khi mà chúng ta có những quốc gia có tiền điện tử có thể hòa nhập được với thị trường crypto thì quốc gia đó sẽ có cái sự ảnh hưởng lớn hơn trong thị trường crypto này cái phần này thường giải thích nó cũng không có suôn sẻ lắm nhưng mà thu nhập các bạn hiểu thường muốn nói gì ở đây cho nên cbdc thứ nhất đối với thường nó là một đồng ổn định thứ hai là đồng định này có thể là không cạnh tranh với lại thị trường crypto hiện tại đâu và thứ ba không có nghĩa là cbdc sẽ chạy trên một mạng lưới riêng biệt đâu các bạn tại vì tích hợp được với lại thị trường crypto thì cũng có lợi ích đối với lại tiền điện tử của quốc gia đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn cái video này cũng đã khá dài rồi các bạn Thông tin cái video này ở đây bây giờ cũng đã gần 8 giờ tối giờ Cali rồi và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn sẽ nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nếu mà nào mà tham gia sản giao dịch thì nên nhớ là các bạn chỉ nên dùng để giao dịch và thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! Let's go. Yeah. i'm like an addict do i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it fuse like a magnet lose won't have it till i'm doomed in a casket i ain't playing got